Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phan. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm viên uống đen tóc Hán Phương New do dược phẩm Amepro Việt Nam sản xuất. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm đến thông tin về viên uống đen tóc Hán Phương Niu cũng như cách sử dụng sản phẩm thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh chia sẻ dưới đây nhé. Sản phẩm viên uống đen tóc Hán Phương Niu có thành phần là cao hà thủ ô đỏ 100mg, cao siêu khung 50mg, cao thục điện 50mg, cao mã đề 30mg, cao bạch thược 30mg, kẽm gluconate 5mg, vitamin B5, B6, vitamin H và được bảo chế dưới dạng viên uống. Viên uống đen tóc Hán Phương New mang lại cho người dùng công dụng, bổ huyết, bổ sung các dưỡng chất cần thiết cho tóc, tăng cường sức khỏe tóc, giúp tóc mọc nhanh chắc khỏe, suôn mượt và bóng đẹp, giúp phục hồi và nuôi dưỡng mái tóc khỏe đẹp hơn mỗi ngày. Sản phẩm dùng cho các trường hợp người tóc thưa sơ, dễ gãy, dụng nhiều, chảy ngọn. Người có nguy cơ tóc bạc sớm người hay tiếp xúc với hóa chất có hại cho tóc sản phẩm viên uống đen tóc Hán Phương New được sử dụng bằng đường uống. Liều lượng của viên uống đen tóc Hán Phương New được nhà sản xuất khuyên dùng như sau, ngày uống 2 viên trên lần, 2 lần trên ngày. Chống chỉ định khi sử dụng viên uống đen tóc Hán Phương New, không sử dụng cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Một số lưu ý và thận trọng khi dùng, sản phẩm không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, để xa tầm tay trẻ em tác dụng của sản phẩm tùy thuộc vào sự hấp thu của từng người. Hy vọng, qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm viên uống đen tóc Hán Phương Niu, đồng thời biết cách sử dụng viên uống đen tóc Hán Phương Niu sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video nếu như bạn thấy video hay có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh nhà thuốc trường anh của trường anh pham